mọi người, mình là Kate. Chào mọi người đã đến với channel của mình. Dạo gần đây thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm video về mình chuẩn bị gì cho năm học mới. Thì thật ra mình cũng không mua quá là nhiều thứ đâu, mình chỉ tập trung mua những thứ thật sự cần thiết thôi. Thế nhưng mấy hôm nay thì mình được nhận những cái món quà đồ dùng học tập mình thấy rất là thích, và mình đã quyết định review cho mọi người những cái đồ dùng học tập mình chuẩn bị cho năm học mới. Cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là một chiếc túi tote mà mình được em họ tặng. Cái túi này thì không chỉ phá cách ở màu sắc mà còn cả cái chất liệu nữa. Ở bên màu đen là một cái chất vải khá là thô, còn bên màu trắng là chất vải dù. Ở trước thì còn có cả một cái túi nhỏ rất là tiện lợi để bọn mình có thể đựng những cái đồ dùng cá nhân. Mình sẽ sử dụng cái túi tote này để mà có thể đi học thêm hoặc là đi học ôn ở trường. Cái túi này thì vẫn có thể đựng vừa cái cuốn sổ vở A4 của bọn mình đấy. Tiếp theo là một cuốn sổ tay Cool Cut. Cái cuốn này thì nghe bảo là hơn 50.000 đồng mà mua ở siêu thị Nhật Bản. Mình cũng không hiểu sao khi mình soi lên thì nó lại có chữ Hàn Quốc. Cuốn này thì chắc mình sẽ sử dụng để ghi những cái cấu trúc học thêm tiếng Anh ý. Tiếp theo là ba cây bút, hai cây bút lông và một cây bút highlight. Cái cây bút lông màu đen này là của hãng CCD Marker, và cái đầu lông thì nó là đầu 0.4. Khi viết lên thì mực da khá là êm và trơn, thế nhưng mà nó in rất là đậm ở cái trang phía sau, mặc dù mình đã sử dụng cái chất giấy của Krabit. Ở trên video thì mình đang test giấy của Hải Tiến ý. Còn cái phần đầu còn lại là đầu kim mình thường dùng để đi nét các cái bản vẽ của mình. Thế nhưng mà vì là mình dùng quá là nhiều nên bây giờ nó bị tòe cái ngòi ra rồi. Tiếp theo là một cây bút màu đỏ, nó cũng chẳng khác gì cái cây bút màu đen, chỉ là khác hãng. Một bên là của CCD, còn một bên là của Thiên Long thôi. Cuối cùng là một cây bút marker màu xanh của Twin Marker. Cái cây bút này thì mình rất là thích cái màu của nó, không quá là chói giống như những cái màu highlight khác. Tiếp theo là những thứ mà mình được chị của mình tặng. Đầu tiên là một cái hộp đựng bút có giá là 40.000. Cái hộp này thì có rất là nhiều ngăn và rất là tiện lợi luôn. Một cây highlight của Stabilo Boss. Cái cây này thì đã gần hết mực và mình rất là thích cái màu khi mà nó hết mực. Tiếp theo là một combo ghim giấy. Cái này thì nhìn nó nhỏ nhắn và rất là dễ thương luôn. Cái này thì mình nghe chị mình bảo là 15.000 một bộ ấy mọi người. Khoảng cách mà bọn mình có thể ghim là khoảng tầm 3 cm. Bọn mình có thể lấy cái ghim ra, sau đó là bỏ vào một cách rất là tiện lợi. Đấy, mình thường hay là bị rơi như vậy lắm mọi người ạ. Hy vọng là mọi người sẽ không bị giống như mình nhé. Và cuối cùng đó chính là một cái cuốn sổ New York. Cái cuốn này thì chị mình dùng để làm bullet journal. Thế nên mình rất là thích cái mấy cái trang của chị mình. Thế nhưng mà một thời gian sau thì mình đã trao đổi với chị với một cái vật khác. Mình rất thích cái trang về hoa hướng dương tháng 5 của chị mình ý.
Tiếp theo là những thứ mà mình dùng lại của năm ngoái. Đầu tiên là chiếc ba lô màu đen này, nó có giá là 150.000. Mình cảm thấy là mình đã bị mua đắt ở chợ ấy. Tiếp theo là một cái bộ compa. Bộ compa này thì có giá là 15.000 một bộ. Mình dùng năm ngoái. Năm ngoái là lớp 6, mình toàn dùng những thứ mà màu xanh hết ấy. Mình thích ở cái compa này là nó có thể bấm được luôn, cái phần chì là nó bấm được luôn. Và nó còn đi kèm thêm cho mình một cái hộp đựng cái những cái ngò chì mình dùng để bấm ra đấy. Nhìn nó cực kỳ là dễ thương luôn ý. Một chiếc máy tính Casio 500 quen thuộc rồi đúng không nào? Giá của nó mình không nhớ rõ nữa. Hỏi trên Google thì nó bảo là 200.000. Mình đã bảo là năm lớp 6 vừa rồi mình toàn dùng những thứ nào mà màu xanh biển hết trơn ấy. Thế nên là đây, một cái kẹp giấy có màu xanh, mình dùng để kẹp những cái tài liệu, những cái bản vẽ của mình. Tiếp theo là những cuộn giấy nốt. Thật ra là mấy cái cuộn này mình không phải là dùng của năm ngoái mà dùng của năm lớp 4 ý. Tiếp theo là một cái gói bút chì và một cái gục gôm. Năm ngoái thì là một cái năm mà mình rất là thích những cái dây strap. Nó dày như thế này, đeo rất là chắc chắn luôn. Nó có giá là 15.000 đồng. Tiếp theo là những thứ mình đã được mua online. Ở trên Shopee thì mình có mua cái hộp đựng bút này, có một cái link review, mọi người có thể lên trên cái phần thẻ ở trên này để xem nhé. Và mình thích nhất ở cái hộp bút này là khóa kéo của nó rất là lớn. Với lại nó còn màu đen trùng với cái cặp của mình nữa. Tiếp theo là bộ màu Crayola Super Tips, mình được mua giảm giá 40%, 99.000 đồng. Mọi người vẫn có thể lên cái phần đường link mình để ở trên này để mà xem cái video mình làm review nó nhé. Tiếp theo là những thứ mình đã mua được ở nhà sách Pha Sa Hà Tĩnh. Đầu tiên là một cái cuốn sổ tay Rose Mix. Mình sẽ sử dụng cuốn sổ này để mà ghi chép những cái bài tập về nhà mà cô giáo mình giao cho. Sổ này thì có giá là 20.000 đồng nhé. Tiếp theo là một cái tệp sticky note có tất cả các màu luôn. Lúc đầu thì nó dính lại với nhau nhưng mà mình đã gỡ ra để mà có thể tiện sử dụng những cái màu sắc khác nhau hơn. Tiếp theo là một cái bộ eke. Bộ này thì thật ra là mình mua cả bộ nhưng mà bây giờ nó chỉ còn từng đó thôi. Và cuối cùng là những thứ mình mua ở chợ. Đây là cái tập vở H Plus. Năm nay tự nhiên mình chọn xong đúng rồi một cái combo nó màu vàng luôn. Và ở đây chỗ bán ấy thì nó rất là rẻ luôn. Một cuốn 200 trang thì chỉ có giá là 11.000. Nếu mà để so sánh H Plus với Campus thì mình rất là thích H Plus bởi vì nó có công ty của giấy Hải Tiến, mà giấy Hải Tiến thì là một cái hãng giấy rất là chuẩn luôn. Tiếp theo là những cuốn sách giáo khoa. Những cuốn này thì mình đều đem đến nhà sách cũ và đổi hết. Và mọi người có thể nhìn thấy nhãn đúng không? Nhãn này thì mình đi nhờ đi in ý mọi người. Tất cả những cái nhãn mà mình mua tổng cộng chỉ tốn có 2.000 thôi. Mọi người đừng quên là cái giá trị của nhãn vở là nó chỉ dùng để đánh dấu chắc chắn đó là cái cuốn vở của mình, chứ không cần phải đẹp gì hết ý. Tiếp theo là một cái hộp bút có 20 bút Thiên Long. Thật sự là mình rất là vui khi đã chọn được một cái quầy hàng ở chợ rất là rẻ luôn. Hộp này thì nó chỉ có giá là 45.000 thôi mọi người ạ. Thường là mình còn nhớ mấy năm trước mình còn mua 60.000 một hộp ý.
Mọi người nghĩ mình có nên mua về xong nhập bán cho các bạn không nhỉ? Theo đó là một cái bút chì bấm. Cái bút chì bấm này thì có giá là 10.000 đồng. Mình cũng mua ở cái chỗ quầy thứ tư ở chỗ chợ luôn. Và cái chì ở đây thì nó khá là dày. Thế nhưng mà mỗi lần mà mình mở cái ngòi trong ra thì nó lại bị gãy ngòi ấy. Chỉ có một điểm mình thích ở cái bút chì này mọi người biết là cái gì không? Khi mà mua về mình mới biết ấy, đó là cái đầu sau này này. Cái đầu sau nó có một cái bút khác nữa. Thế nhưng rất là tiếc vì là cái mực của nó là mực xanh, thế nên mình quyết định sử dụng nó để viết tiêu đề. Và cuối cùng là keo bôi. Keo này thì thật sự là mình rất là hay kiểu vẽ vời rồi dán mấy cái trong chỗ art journal, thế nên là mình cũng mua về thôi. Ồ, thì ra là vẫn chưa hết mọi người ạ. Mình vẫn còn mua thêm một cái tệp sticker này để nhớ trang nữa. Cái tệp này thì năm ngoái 15.000 ở nhà sách, mà ở cái chỗ chợ, chỗ rẻ nhất rồi mà vẫn bán 15.000. Và vừa rồi là tất cả những gì mình chuẩn bị cho năm học mới. Thật ra là mình cũng thấy nó rất là ít, thế nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Những cái link của mua hàng thì mình sẽ để dưới phần description box nhé. Mọi người có thể xuống dưới và search. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.